Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với channel nha. Thì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt mọi người. Bây giờ là trưa, 12 rưỡi 1 giờ kém. Hoàng đang ngồi ở một cái góc gòn, một cái góc ở trong làng của Hân nha mọi người. Xung quanh này là toàn đồng ruộng thôi. Thì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với Hân. Thì hôm nay là đầy tháng con gái của Hân nha. Nhưng hôm nay á, ngoài cái niềm vui đầy tháng của con gái mình thôi, thì mình có một cái niềm vui thực sự rất là vui luôn. Mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người yêu mến mình. Mình có ở trong cái quá trình làm YouTube đó mọi người, thì cũng có nhiều fan lắm. Có người thì họ yêu mến, còn có cũng có một số người thì không hiểu vì lý do gì đó, họ cũng không có yêu mến, nhưng mà họ lại buông ra những cái lời thực sự rất là khó nghe luôn. Thì cái chuyện đó thì mình cũng không có thể nào mà làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Nhưng mà hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người cái niềm vui của mình. Thì ở trong những cái fan của mình đó mọi người, thì có một cái bạn ở bên Mỹ, ở bên thành phố New York, thì có nhiều lần cũng anh em cũng có gọi điện nói chuyện này nọ. Và thời gian trước á, khi mà con bé mình đã sinh ra mọi người, thì vợ chồng thì Sam cũng có gọi điện nói chuyện với mình và xin mình cái địa chỉ để mà gửi món quà cho mình. Nhưng mà thực sự là mình rất là ngại nhận quà, nhưng thực sự rất là ngại luôn. Bởi vì mình làm YouTube này là vì đam mê chứ không phải là vì nhiều thứ khác. Nhưng mà fan đã yêu mến thì mình thực sự rất là biết ơn. Thì vợ chồng Thiền Sam có xin địa chỉ của mình, nhưng mà một vài lần cũng gọi là khước từ. Nhưng mà thấy vợ chồng của Thiền Sam rất là quý, nên là mình cũng cho địa chỉ. Nhưng mà vô cùng bất ngờ hơn á, là vợ chồng của Hiền Sam đã tính ra đúng cái ngày mà con gái mình đầy tháng đó mọi người. Ở bên đó hai vợ chồng Hiền Sam gửi cho bé cốm của mình một cái món quà. Thì gửi đường bưu điện thì quà cáp thì bây giờ hiện tại cái tình hình bệnh dịch đó cũng đang là phức tạp ở Mỹ, nên là vợ chồng Hiền Sam cũng không có gửi quà, nhưng mà gửi cho mình một cái món quà mà đối với mình và gia đình mình sự rất là ý nghĩa mọi người. Mình không có xét vào cái góc độ là tiền bạc nhiều như thế nào, nhưng mà thực sự cái món quà này nó cho mình rất là nhiều động lực luôn. Thì mình cũng vừa nhận được cái món quà ấy vào đúng cái ngày thâu nâu của vào đúng cái ngày đại tháng con gái mình luôn nha mọi người. Thực sự rất trùng hợp và rất bất ngờ luôn. Đây cho mọi người, Hân cũng vừa nhận được của người của bên ngân hàng đến gửi cho Hân á, bên ngân hàng HD Bank nha mọi người. Thì Hân có hồi giờ từ hồi trước giờ Hân chưa bao giờ nhận tiền của bên nước ngoài gửi gì hết đó. Bởi vì gia đình Hân là không có người nào ở Mỹ, cũng không có người nào ở bên nước ngoài, mà cũng không có, Hân cũng không có một mối quan hệ nào bạn bè mà ở bên nước ngoài mà gửi tiền gì đó. Nên là Hân thật sự là Hân không biết luôn. Hân nhận được một cuộc gọi của bên ngân hàng á, là nói là anh có tiền ở bên Mỹ gửi gì ở bên nước ngoài gửi gì thì thực sự là Hân rất là bất ngờ luôn á. Hân cứ nghĩ là có một sự trùng hợp nào đó thôi, hay là có một sự nhầm lẫn nào đó thôi ở trong cái vấn đề giao nhận thôi chứ. Nhưng mà Hân cũng chạy ra tiệm, Hân chạy ra cửa hàng của Hân ra shop tại địa chỉ ở ngoài Bình Định đó. Thì nhân viên ngân hàng có gửi cho Hân cái tờ này. Cái tờ này là tờ 100 đô nha, 100 đô. Thì Hân vừa nhận của bên ngân hàng HD Bank, có người qua giao cho Hân và Hân chỉ ký nhận đó, chứ còn cái phiếu ký nhận là Hân xô lên trên màn hình đó mọi người. Thì thực sự khi mà cầm cái món quà này á, thật là Hân cũng biết phải diễn tả cái cảm xúc sao nữa mọi người. Nó vừa bất ngờ mà nó vừa phải nói sao ta, nó vừa bất ngờ mà nó vừa xúc động nha mọi người. Nó xúc động bởi vì không phải là vì cái giá trị tiền như này như khác, nhưng mà thực sự á, một người á, họ rất là yêu mến thì họ
họ mới gửi quà như thế này. Thì bây giờ Hân cũng khi mà nhận ở trên tay cái tờ tiền này, bảo đúng cái ngày thông đại thắng của con mình, thật sự là niềm vui nhân đôi nhân ba luôn mọi người, và thậm chí là nhân nhiều lần luôn á. Thì bây giờ trưa nhưng mà Hân cũng xong tiệc ở nhà rồi, nhưng mà ở trong làng cũng rất là vui, nên là đi ra ở ngoài cái góc gòn đầu làng làm video này để mà gửi lời cảm ơn đến trước là gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã yêu mến Hân và yêu mến team Hatterton của mấy anh em mình trong suốt thời gian vừa qua nha. Và đặc biệt là gửi lời cảm ơn chân thành của Hân đến và gia đình Hân đến vợ chồng của Hiền Sam nha. Hy vọng là một ngày nào đó khi mà hai vợ chồng Hiền Sam về Việt Nam thì sẽ liên lạc với Hân theo những gì mà hai anh em đã từng trao đổi rất là nhiều. Thì chắc chắn là Hân sẽ đón tiếp vợ chồng Hiền Sam, gia đình Hiền Sam một cách nồng nhiệt nhất nha. Còn cái tờ tiền này á, thì Hân sẽ Hân, bởi vì cái món quà này á là Hân không nhận, nhưng mà vợ chồng Hiền Sam nói là gửi, em không có gửi cho, em không gửi cho anh, nhưng mà em cũng không về Việt Nam được, nên là trong giai đoạn này nên là em gửi món quà cho cháu, tức là con gái của Hân á mọi người. Thì bây giờ cái món quà này á là thực sự là đưa cho vợ của Hân á thì cũng không biết sử dụng, nên là bây giờ á, sau khi mà kết thúc cái video này á, thì Hân sẽ về nhà và Hân sẽ lấy tiền túi của Hân nha mọi người, đúng cái giá trị của cái tờ 100 đô này luôn. Và Hân nói Hân sẽ đưa cho vợ của Hân nha, Hân sẽ đưa cho vợ của Hân, và vợ Hân là toàn quyền quyết định là muốn mua cái gì mua, nói chung là mua hết tờ 100 đô này luôn, mua đồ cho con gái mình nha mọi người. Rồi còn riêng cái tờ này á thì Hân sẽ mang ra ở ngoài, Hân sẽ mang ra ở ngoài tiệm ép plastic á, Hân sẽ ép lại cái tờ này và Hân đi mua một cái khung á mọi người. Thì Hân sẽ đóng khung lại và Hân sẽ làm kỷ niệm với cái tờ tiền này nha mọi người. Lần đầu tiên được nhận tiền ở bên nước ngoài gửi về, nhưng mà không phải là Hân không quá quan trọng vào cái vấn đề giá trị, nhưng mà thực sự cái đó là cái vấn đề động lực cho Hân á, nó mang lại rất là nhiều động lực cho Hân luôn. Thì hy vọng rằng á là khi mà mọi người xem cái clip này á thì cũng hiểu cho Hân ấy. Nếu như mà mọi người mà có ý kiến đóng góp á thì mình rất là ghi nhận luôn, hầu như là tất cả comment của mọi người á là Hân đều đọc hết luôn á. Nó có rất là nhiều comment đóng góp ý kiến xây dựng thì Hân cảm ơn chân thành luôn. Còn với những cái gọi là anti fan đó mọi người thì Hân cũng không hiểu lý do tại sao mà vào chửi luôn á. Thì có thể là Hân cũng chưa làm sao mà Hân có thể làm cho tất cả mọi người hiểu hết về mình được. Mà đương nhiên thì cũng có người thương, cũng có người ghét, nhưng mà Hân đều đọc hết tất cả comment của mọi người nha. Còn đối với những comment đó mà mang tính chất xây dựng thì Hân cảm ơn và Hân đã rep rất là chân thành. Còn đối với những cái comment mà kiểu như anti á thì Hân hầu như thì Hân không có rep, nhưng mà Hân thả tim nha mọi người. Dù sao thì họ cũng đóng góp ý kiến thì cũng sẽ có ý kiến nó giúp ích cho mình, thì Hân luôn lấy cái đó làm động lực và cố gắng giảm nhất có thể những cái anti fan nhất có thể. Và hy vọng là mọi người xem xong cái video này thì hãy hiểu cho Hân nha. Mọi người, và thông qua cái video này á là mọi người cho Hân nói thêm cái phần này tí là vừa cái kênh Hatterton của mấy anh em mình á, với lại là cái kênh Hân Hô nha, thì Hân nói rõ luôn ở trên video luôn để mọi người khỏi phải thắc mắc, và mọi người cũng khỏi phải hỏi đỡ mất thời gian của mọi người á. Thì cái kênh Hatterton á là cái kênh của mấy anh em mình, những anh em chơi với nhau rất là thân nha mọi người. Thì cái giai đoạn vừa rồi là kênh nó bị khó 14 ngày á, nên là không có video ra được, với lại là mấy anh em cũng rất là bận, mỗi người có một cái công việc kinh doanh riêng á, nên cũng không có dành nhiều thời gian để mà ra video thường xuyên cho mọi người coi được. Thì Hân cũng kinh doanh riêng luôn, nhưng mà Hân sắp xếp được thời gian, Hân rảnh hơn mấy đứa em. Thì cái kênh Hân Hô á là cũng là một cái, nó là một cái kênh của Hatterton nha mọi người, chứ không phải là kênh riêng gì hết á. Nhưng mà cái kênh Hân Hô đó là Hân toàn quyền quyết định nha mọi người, tức là khi mà Hân đi chơi hay là anh em đi chơi hay là cái này cái nọ gì đó, toàn bộ đều có thể đăng ở trên kênh Hân Hô hết, giống như là cái cuộc sống thường ngày của mọi người.
Còn khi mà Hằng rảnh á, thì Hằng vẫn có thể quay những cái video trôi, hay là những cái video trải nghiệm, hay là những cái video về khám phá, hay là những cái video về sinh tồn, hay là nói chung là đại loại là tất cả những cái video mà Hằng sắp xếp được thời gian Hằng quay, hoặc là mấy anh em bên Hát Troll mà có thể sắp xếp được thì cứ đi quay. Còn cái vấn đề mà gọi là sự mâu thuẫn hay là sự tách kênh riêng làm riêng thì Hằng khẳng định với mọi người là không bao giờ có nha mọi người. Còn nếu như Hằng đã làm sai cái gì á thì anh em bên Hát Troll đã nói rồi, và không có thể nào mà cái kênh Hằng Hô nó tồn tại được và nó được đính ở trên cái kênh Hát Troll được nha mọi người. Thì mọi người xem video này thì hiểu nha, chứ cũng không có gì phải hỏi tới hỏi lui rồi lại mất công. Thông qua video này Hằng muốn giải thích đến tất cả mọi người vậy. Và lần cuối cùng nữa Hằng xin cảm ơn lại một lần nữa, là Hằng xin cảm ơn cái tình cảm mà vợ chồng của Hiền Sam dành cho team Hát Troll trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là dành cho Hằng và gia đình Hằng nha. Một lần nữa xin cảm ơn vợ chồng Hiền Sam, và xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Hằng trong suốt thời gian vừa qua. Thì bây giờ Hằng sẽ đi về nhà và Hằng lấy tiền của Hằng nha mọi người. Hằng đưa vợ rồi Hằng sẽ mang cái tờ này đi ép lá tít, và Hằng đi mua cái khung giờ đỡ bỏ tiền nha. Hằng sẽ bỏ trên bàn làm việc của Hằng và xem như đây là một cái động lực to lớn để mà Hằng có thể sắp xếp thời gian và sẽ ra những cái video chất lượng để cho mọi người xem nha. Xin chúc tất cả mọi người ngày mới thật là nhiều sức khỏe và làm việc thật là hiệu quả nha. Bye bye. Ok, thì bây giờ Hân cũng chạy giờ tới nhà nha mọi người. Đây là nhà của Hân nha. Vợ. Hello. À, nãy giờ anh chạy vô trong góc gòn anh quay video mà. À, đây, cái đây là món quà của bé cốm nha. Đây là bé gạo nha mọi người. Đây là con lớn mình nha. Bé gạo cũng đang sốt luôn. Đó là 2.3 triệu. Anh lấy tiền của anh á, thì cái tờ tiền đô do có một cái người bạn, người em ở bên Mỹ á, Hiền Sam á, anh có ghi ở trên cái bên New York á, gửi gì cho bê cốm $100 là mua quà đầy tháng cho bê cốm, nhưng mà anh cũng bất ngờ quá nên là anh đúng rồi, fan. Thì bây giờ ở Mỹ gói gì mà, thì thôi bây giờ mình cứ ghi nhận tấm lòng của vợ chồng Hiền Sam, rồi khi nào hai vợ chồng có gì ở Việt Nam thì có gì mình vui vẻ lại, cái gì đâu. Thì nói chung là không, em cứ nhận đi, em muốn mua gì đó thì em cứ mua hết cho bé cốm nha. Rồi đây là vợ mình và con mình nha mọi người. Rồi em có muốn nói gì không? Vậy thì em cũng có lời cảm ơn tới vợ chồng của anh Hiền Sam gì đó. Em cảm ơn cái món quà này của anh chị. Rồi ok em. Thì bây giờ mình đã gửi tiền cho vợ mình nha. Thì bây giờ mà Hân sẽ bây giờ việc nhà cũng xong rồi, nên là giờ Hân sẽ chạy ra shop nha. Và Hân sẽ đi qua bên tiệm ép lá tít và Hân mua luôn cái khung nữa, giờ Hân làm kỷ niệm nha mọi người. Vâng, và bây giờ mình cũng đã mua và làm xong cái khung làm kỷ niệm rồi nha mọi người. Thì ở đây mãi mãi là một kỷ niệm hơn đỡ hơn, làm kỷ niệm trong cái thời gian hơn làm YouTube nha. Còn bây giờ thì mình hơn sẽ bắt đầu vào cái công việc do kinh doanh chính của hơn thôi. Hơn kinh doanh shop vua thời trang nha mọi người. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến nha.
Rồi, chúc tất cả mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ nhé.